đều xảy ra một hoạt động. Rằm tháng Giêng, người dân và du khách tại Hội An vừa được thưởng thức nghệ thuật truyền thống của đồng bào người Kho đến từ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động trong sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2018 tại Hội An, diễn ra vào 15 âm lịch hàng tháng, mỗi tháng một dân tộc biểu diễn. Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng văn hóa du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở 6 huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam.